Bản tin rùa bò ngày 30 tháng 10 xin chào các bạn. Mở đầu bản tin hôm nay vẫn là chủ đề nóng nhất showbiz Việt Nam hiện nay, đó là Sơn Tùng MTP và chắc ai đó sẽ về. Trong khi cuộc cãi vã nhau giữa các fan và anti-fan trên các diễn đàn vẫn rất sôi nổi, thì nam ca sĩ Sơn Tùng MTP vẫn chọn quyết định im lặng trước ồn ào đạo nhạc K-pop. Trước tình hình thế này, bà Trương Thị Thu Dung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam, đã tỏ ra vô cùng bất bình khi cho rằng Sơn Tùng làm như vậy là không tôn trọng bản thân và khán giả. Bà cho rằng đã đến lúc Sơn Tùng nên nhìn thẳng vào vấn đề sau hàng loạt những bài hit của mình dính nghi án đạo nhạc hàng. Tiếp theo vẫn sẽ là chủ đề chắc ai đó sẽ về. Có lẽ vì đang vướng vào scandal đạo nhạc nên ca khúc này của Sơn Tùng rất được lòng cư dân mạng. Bằng chứng là suốt tuần qua đã hàng trăm bản cover chắc ai đó sẽ về ra đời theo đủ cách từ cover nguyên bản đến cover bằng tiếng Anh theo kiểu mashup, vân vân. Nhưng cách đá xoáy nhẹ nhàng nhất vẫn là cover trên nền nhạc ca khúc gốc Because I Miss You. Mới nhất và rất ấn tượng là bản cover của Mr. Beam, một nhân viên làm trong công ty giải trí. Bản cover của Mr. Beam nhận được khá nhiều lời khen của cộng đồng mạng. Mr. Beam chia sẻ vì thấy mọi người tranh cãi về việc đạo nhạc của Sơn Tùng nhiều quá, nên đã thu lại bài hát này trên nền nhạc Because I Miss You. Mọi chuyện còn lại thì mọi người tự hiểu. Sau khi công khai việc nâng cấp vòng 1, Á khôi Miss Ngôi Sao 2011, Linh Chi thường xuyên xuất hiện với hình ảnh sexy gợi cảm nhất có thể. Xuất hiện tại buổi ra mắt phim mới ở thành phố Hồ Chí Minh, Linh Chi khiến mọi ánh mắt đổ dồn về mình khi là người đẹp có bộ trang phục hở táo bạo nhất tại sự kiện. Trước nhiều ống kính chỉa về mình, hot girl xinh đẹp này không ngần ngại tạo dáng sexy để các tay máy tác nghiệp. Bây giờ, hãy cùng chuyển sang showbiz US-UK. Mỹ nhân Hollywood Anne Hathaway vừa bị một phóng viên tố từ chối bắt tay vì sợ bị lây nhiễm Ebola. Cuối tuần qua, Anne Hathaway đã có mặt trong buổi công chiếu phim khoa học viễn tưởng Interstellar. Nhà báo Alexis Book đến từ Argentina cũng đã bay tới Los Angeles để tham dự buổi công chiếu này. Ngay sau buổi công chiếu, nhà báo này đã lập tức lên tiếng tố nữ diễn viên những người khốn khổ đã có thái độ chảnh chọe và từ chối bắt tay anh vì cho rằng anh đến từ châu Phi nơi dịch bệnh Ebola đang hoành hành. Nữ diễn viên tài năng Kali Cuoco là nhân vật mới nhất được nhận ngôi sao trên đại lộ danh vọng Hollywood. Đây là dấu son nổi bật công nhận tài năng diễn xuất của Kali Koko trong ngành công nghiệp điện ảnh. Diễn viên 29 tuổi cùng bạn bè và người thân đã đến tham gia buổi lễ gắn sao được tổ chức trang trọng vào hôm 29 tháng 10. Vừa qua, nữ diễn viên phim The Big Bang Theory cũng là nạn nhân trong vụ tin tặc tung ảnh nóng của hơn 100 ngôi sao Hollywood. Tiếp theo là những thông tin cập nhật từ showbiz xứ Hàn. Ngôi sao Hyunmin của Tiara đã được cộng đồng fan tại Hàn Quốc bình chọn là rapper xuất sắc nhất K-pop. Cuộc bình chọn do trang tin giải trí Hàn Quốc All K-pop tổ chức và Hyunmin đã có chiến thắng áp đảo về số phiếu bầu trước Jun Hyun, nhóm biết ở cuộc bầu chọn cuối cùng. Trong năm 2014, Hyunmin đã có màn ra mắt solo ấn tượng qua ca khúc Nice Body. Sắp tới, nhóm Ciara sẽ phát hành phiên bản mới của bài hát Trung Quốc nổi tiếng Little Apple của Chopstick Brothers. Mỹ nhân màn ảnh Hàn Quốc Lee Young ae vừa ghi điểm trong mắt khán giả vì tấm lòng từ thiện. Hồi tháng 2 năm 2014, nữ diễn viên đã quyên góp được số tiền hơn 100.000 đô la, khoảng 2,1 tỷ đồng Việt Nam, để chi trả chi phí phẫu thuật cho một em bé sinh non người Đài Loan. Công ty quản lý Storm Entertainment cho biết, Li e sẽ nhận được huy chương tôn vinh của một tổ chức phi lợi nhuận Đài Loan vì hành động cao cả của mình. Li e gần như chia tay showbiz sau khi kết hôn với một doanh nhân người Mỹ gốc hàng hồi năm 2009. Gần đây, có thông tin nữ diễn viên xinh đẹp sẽ trở lại với phần 2 của bộ phim De Giang -cum.